tại Đức. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, các gia đình người Việt ở khu Frankfurt, Am Main, Đức đã tổ chức các hoạt động đón chào năm mới, giáo dục con cái về ăn, về văn hóa truyền thống của dân tộc. Hòa mình cùng với không khí đón Tết Nguyên Đán bận rộn đang rộn ràng ở Việt Nam, nhóm Happy Kids Việt Đức cùng các gia đình ở khu vực ở Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức một buổi tiệc để đón chào mùa xuân mới. Ăn tiệc được thiết kế đậm chất truyền thống với canh đào, mâm ngũ quả và các món đồ trang trí bắt mắt rất là dễ thương. Thông qua bữa tiệc, các gia đình muốn gửi gắm tới thế hệ sau thông điệp về văn hóa dân tộc để những nét đẹp trong tục tập quán của người Việt luôn được lưu giữ. Bữa tiệc chào đón năm Giáp Thìn cũng là cơ hội để các em nhỏ đang sống ở Đức hiểu hơn về văn hóa và cơ hội nguồn dân tộc. Các em được học về 12 con giáp, về các phong tục truyền thống dịp Tết có truyền cổ truyền như bớm bữa cơm tân liên, đi chùa đầu năm, luộc bánh chưng. Các em nhỏ cùng nhau trao đổi về Tết, niềm vui của sự đoàn viên, nhận đi tiền lì xì, cùng học các câu chúc Tết tiếng Việt, cùng vẽ tranh tô màu trang trí, lắng nghe các mẩu chuyện bài thơ về Tết trong ảnh rất tuyệt vời. Các em nhỏ cũng tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, cướp cờ một lần. Các em nhỏ còn chơi rồng rắn lên mây, những cái trò chơi rất là tuyệt vời. Sau đó thì các bạn nhỏ cũng tham gia vào trang trí và mâm ngũ quả, có bưởi, vẽ mẹt, bao lì xì, tạo lên không gian truyền thống thật là đầm ấm. Đây là có hai bạn nhỏ còn đóng vai thầy bói, gieo quẻ đầu năm để dự đoán về năm mới, tạo ra không khí phấn khích và truyền cảm hứng cho xuân năm đầu năm Giáp Thìn. Các em nhỏ trong trang phục áo dài thích thú chụp ảnh tại các khu vực trang trí kiểu tiệc hành Tết. Năm nay thì thông điệp của các nhà ngoại giao hướng tới việc tôn vinh